Lần đầu tiên xin chào quý vị và các bạn. Bắt chước ca sĩ nói lần đầu tiên và các bạn thân mến, hôm nay các bạn thân mến nói cho anh nghe cái gì. Và hôm nay mình sẽ thay đổi nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài Bông Hồng Tặng Cô. Bài hát nhạc sĩ của nhạc sĩ Trần Quang Huy à, Bông Hồng Tặng Cô. Dùng bài này là dành cho nhạc thiếu nhi và học sinh. Đó. Các bạn học sinh mà mình đánh cũng được, sao mấy anh chị mình lớn đánh, đánh cho nó trẻ người đó. Mình có thể mình học rồi mình hướng dẫn cho con của mình, cháu của mình. Đó. Mình sẽ cố gắng mình hướng dẫn đơn giản intro cho mọi người rất đơn giản nha. Intro lặp đi lặp lại thôi. Sao bài này lâu lắm, mấy chục năm mới hát lại. À, mình có 4 câu à, dễ. Anh đô trưởng, nam nữ hát cũng được nha. Sáng ăn gì chưa xuống miệng, bây giờ nó dính nha. Nhà phun kỳ lắm, đang quay phim phun kỳ lắm. Nuốt luôn. Xong. Không biết cái gì hết. Rồi. Đầu tiên là bấm đô trưởng. Son. Son mi re mi. Đập một cái. Đó. Từng đoạn đoạn mà rất dễ nha. Dễ ẹt luôn. Son mi re. Son này nè. Mi nè. Re. Mi. À, là mình đánh đô trưởng luôn mi nè. À, bát nút la luôn đô trưởng nè, đập xuống à, một cái. Câu tiếp theo son mi re đô như vậy luôn, son mi re đô là bấm la thứ à, cũng bát la luôn nè, rồi đập một cái à. Câu thứ ba mi re đô là bấm pha trưởng. À, bát pha nút la cũng đập một cái đó, cứ xong là đập, cứ xong là đập đập. À,
xong con cuối son la đô rê. Đó, lặp lại nữa nè, câu thứ tư chứ, son la đô rê là bấm nút son đây luôn. Đó, này thế son trưởng đó, xong đập đỡ xong bốn câu vậy thôi nè. Câu hai, son mi rê đô la thứ. Câu thứ ba, mi rê đô la đập. Câu thứ tư, son la đô rê rê đây trong đập. Rồi lặp lại, lặp lại ba câu đầu. Rồi câu cuối nó khác thôi, câu cuối là kết nó khác, nó trở về chủ âm. Son la, son la si đô. Si đô mình luyến, chịu khó luyến tí xíu. Si với đô nè. À, si đô. À, đập búng chát, đập búng. Đó, cái câu cuối là để mình vào hát nha. Câu cuối nè. Son la si đô. À, câu cuối mà son la si đô đập búng chát đập búng nè, son la si đô nè. Em trồng vàng bông đã đập búng chát đập búng 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 vậy nè. À, đập búng xong chát rồi móc lên. À, xong đập búng đó, đập đập nè, búng chát đập búng đó, dễ mà. Cái điệu nó vậy á, điệu là thì mình vào điệu thì là nó là vậy, xuống nè, lên nè, đập nè, búng nè, xong lên nè, đập, vậy hết vòng. Tí mình sẽ hướng dẫn những cái điệu khác cho nè. Bài này nhiều cách đánh lắm nha, xuống lên đập búng, lên đập xuống, lên đập búng, lên đập búng nè, búng hết hoặc là búng một ngón này thôi ha. Xuống nè, lên nè, đập đập vô, cong cái tay vô đấm vô nè, gõ nhẹ thôi, búng búng lên ra nè, xong lên nè, còn ngón cái xong đập nó vậy đó. Xuống lên đập búng, lên đập xuống, lên đập búng, lên đập. Cái đầu tiên là khi nào mình chuyển hợp âm nè, xuống lên đập búng lên đập, rồi chuyển, rồi chuyển, rồi chuyển. Em trồng vàng bông trước cửa nhà em, hoa mi nè, em dành một cây rê nè, cho cô giáo hiền. Son bảy hoặc là son trưởng nè, son bảy đây hoặc là son trưởng cũng được. Em trồng vàng bông trước em dành một cây cho cô giáo hiền, dàn bông lên đua chen sắc hương, nhưng ngạt ngào thơm là cây bông hồng. Đó, tí mình ghi bông dưới cho mọi người, bài này dễ lắm, đô trưởng nè. Cây bông hồng qua mi, à, qua điệp khúc nè. Cây bông hồng chuyển qua mi, chuyển qua mi xong mới hát là em trồng tặng cô. Đây, em trồng tặng cô là qua ra thứ. Đây, làm lại nha. Cây bông hồng chuyển qua mi, em trồng tặng cô là thứ. Rồi chuyển qua son. Cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hồi, mát dịu mùi hương như tình thương mến cô dành cho chúng em. À, cô dành cho chúng em. Hát cái đoạn này mình mới nhớ là ngày xưa mình đi học á, chuyên gia mình phá cứ hát cô dành cho chúng em, cái mình lót theo là em dành cho chúng cô, nhưng mà không có được hát vậy. À, đừng có chỉ nít hát vậy hư lắm.
nhớ cái đoạn này mình phá ngày xưa đi học bây giờ phá vậy. Xong mình chuyển qua son, xong rồi cây bông hồng đôi trưởng lại qua la thứ nè, tấm lòng em đó mi thứ nè dâng lên tặng cô nha, tấm lòng em đó qua la thứ đã dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ hiền đôi tay ân cần dịu êm đó, vậy thôi lời nó như đó thôi. Đô trưởng đó, chủ anh mà đô trưởng mi thứ là rê thứ nè, son bảy là đô trưởng rê thứ, vòng vòng như đó thôi à, quá dễ ha. Tí nữa mình sẽ bài này thì đầy hợp âm đầy trên mạng, với các bạn lên các bạn gõ cái nó ra hợp âm như gì đâu, dịch xuống hợp âm rê trưởng mình dịch xuống là đô trưởng. Bài này nè có xít nhạc luôn ha, dễ không? Rồi đó là cái điệu, là điệu này nó giống như là blue ballad rồi pop ballad gì đó. Rồi mình sẽ hướng dẫn những cái điệu khác sơ sơ nè, ví dụ như liệu gì quên nè, đánh nhẹ nhàng cũng được nữa. Vậy nè, em trong gian bông trước cửa nhà em dành một thầy cho cô giáo hiền, đánh xì lô sọt cũng được nè, bùng chát bùng bùng đó, vậy thôi nó cũng ra nữa đúng không. Em trong gian bông trước cửa nhà em dành một thầy cho cô giáo hiền, dàn bông lên đua trên sắc hương nhưng ngạt ngào thơm là cây bông hồng, cây bông hồng em trồng tặng cô, cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hồi mát yêu mùi hương như tình thương mến cô dành cho chúng em, vậy cũng được đúng không? Rồi rồi điều gì à? Phóc cũng được. Em trồng vàng bông trước cửa nhà em dành một cây cho cô giáo hiền, dàn bông lên đua chen sắc hương nhưng ngàn ngào thơm là cây bông hồng, như vậy thôi dễ không? Còn đánh rải, em trồng vàng bông trước cửa nhà em dành một cây cho cô giáo hiền, dàn bông lên đua trên sắc hương nhưng hạt ngào thơm là cây bông hồng, cũng được à? Dễ không? Đó, khi mà mình vững nhịp rồi mình đánh điệu nào cũng được, cũng vào hết, vào sạch nha. Rồi các anh chị là cố gắng tập bài này đến ngày 20 tháng 11 đó, rồi hát tặng cô giáo thầy giáo tri ân, rồi chủ yếu là dạy cho con mình, rồi mấy đứa em học sinh rồi đó, tập dễ mà, bài này quá dễ, có 4 cái intro thôi à, 4 intro quá dễ. Các bạn nào mà không có đập được thì mình cứ rải đó, dễ không? Đó, quá dễ. Rồi xin chào tạm biệt nha, để mình soạn những cái bài buổi phấn với bài bài học đầu tiên nữa, rồi mình sẽ đăng hướng dẫn cho mọi người ngày mai hoặc là hôm nay luôn nha. Hôm nay mình đăng bài này trước cho các bạn, các anh chị học cho nó nhanh trong tới ngày 20 tháng 11 ha. Chỉ cần một ngày mình bỏ ra một ngày là mình sẽ học xong, dễ lắm. Hoặc là những người nào mà chắc nhịp là khoảng 15 phút rồi là xong rồi. Xin chào tạm biệt.